gian qua vô tình không nghĩ tới, phận làm con hiếu nghĩa đắp chưa tròn. Mẹ buồn con có bao giờ con biết, con xin lỗi mẹ tha thứ cho con. Mẹ thương con đã hy sinh trọn kiếp, vọn niềm đau mẹ giấu kín trong lòng. Mẹ cười thương khi đời không thuận ý, miệng ngon mẹ hiền cười ấm chào con. Mẹ đừng vội xa bỏ con mẹ ơi, thiếu tình mẹ con biết sống sao đây. Trời phù mây bóng tối sẽ sang trời, thương từng hơi thở mùa côi mẹ thương, cô có ai hay. Này con ơi, trần gian ai cũng thế, cõi tạm thôn ai cũng phải đi về, còn tương lai phải trân trọng từng phút sống cho nên người hãy nhớ nghe con. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thành Lợi với ca khúc Xin Lỗi Mẹ. Mời em tiến lên phía trên này. Chúng ta sẽ lắng nghe phần chia sẻ của ban giám khảo với ca khúc này. Xin mời Đăng Nguyên hoặc là Thái Bảo. Chào bạn Thành Lợi. Đăng Nguyên cảm nhận được cái tình cảm của bạn trong cái bài hát này. Tuy nhiên thì tình cảm thôi vẫn không đủ. Tức là bạn phải có một cái chất giọng là để mà truyền tải cái tình cảm đó đi đến mọi người nữa. Chứ dừng lại tình cảm thôi thì ví dụ cao độ, ví dụ phát âm, ví dụ về tất cả mọi thứ nó đều không làm cho cái người ta nghe nó đã. Thì bạn cần phải trau dồi thêm bởi giọng hát của mình để cho cái điều mà bạn muốn, cái cảm xúc của bạn nó có thể đi ra thật xa và mọi người có thể cảm nhận được điều đó. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Cảm ơn.